Something not only to the students but also to Hoi An, and we want to make sure that we've got people working here that can be developed and that can reach the highest positions within our organization. Đối với chúng tôi coi là việc mà đảm bảo cái việc làm cho sinh viên là một chiến lược, là một cái yêu cầu rất là thiết thực và cũng là một cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh của chúng tôi làm thế nào để mà có việc làm cho sinh viên và tạo sinh viên thành công, phát triển được nghề nghiệp. Thì cái việc hợp tác này, một cái resort lớn như thế này rất là tuyệt vời, và chúng tôi nghĩ rằng là có ý nghĩa rất là quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi cũng rất quan trọng với họ và cung cấp cho họ một cái lượng nhân sự ổn định, chất lượng, kể về nghiệp vụ và mọi thứ. Thì ngày hôm nay thật sự là rất là cảm ơn mọi người vì đã cho em cơ hội đến đây để mà trải nghiệm một khách sạn resort 5 sao như thế này. Thì đầu tiên là cảm giác rất là choáng ngợp vì nó quá rộng, nó quá sang trọng. Thứ hai là cảm thấy các nhân viên ở đây rất là support, nhân viên rất là vui vẻ, hòa đồng. Cảm giác như vì em cũng muốn sau này làm trong ngành dịch vụ nên là cũng cảm giác như đây là một môi trường rất là thích hợp để mà mình sau khi ra trường mình nộp hồ sơ, mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở đây, nên là sau này mong muốn là sẽ được vào đây thực tập và nếu có cơ hội thì cũng muốn là trở thành một nhân viên của Hội An Nam. Đối với bản thân em thì học bổng là một cái nó giúp ích cho em, bởi vì nó có thể cải thiện được cái giảm thiểu đi cái học phí, cũng như là có thể hỗ trợ em cải thiện đi các khoản phí trên thòn này kia. Sau khi em vào đây làm việc thì em cảm thấy rất là tự hào vì môi trường nội kiến thức ở trường đại học đã áp dụng cho em, được vận dụng cho em và phát triển trong ngành nghề. Đặc biệt là em đang làm môi trường ở tiền sảnh ở khách sạn. Và môi trường đại học thì em đã xây dựng cho em một hình ảnh là tự tin hơn, và em phát triển về những em bộc phá em những cái kiến thức trong cái con người của em. Và vào tại Hoi An này đã có những cái chương trình rất là bổ ích, như là training về tư duy phát triển em hơn nữa và xây dựng cho em trong cái làm việc rất là hiệu quả ở